Xin chào tất cả bạn, đây là một khung cảnh rất là đẹp đúng không? Là đường sắt trên cao, những tòa nhà cao tầng rất là đẹp. Và đây là công viên Nghĩa Trang Mai Dịch. Và thưa các bạn, đằng sau công viên Nghĩa Trang Mai Dịch là những cái tổ hợp nhà cao tầng rất là đẹp, Golden Mark City. Và thưa các bạn, quả hồ này giờ phút này đã đầy xanh rêu và ô nhiễm, thật sự là ô nhiễm. Nếu mình không nhầm thì đây là chiếc hồ. Công viên này là công viên đổi đất đến cơ sở hạ tầng do công ty Vingroup làm chủ đầu tư, nhưng hiện tại chưa bàn giao. Nếu mình không nhầm, nếu theo những gì mình tìm hiểu là chưa bàn giao lại cho thành phố hay là cho quận chẳng hạn. Tại vì ở đây mình không biết cái công viên này là cấp độ quản lý, có thể là công viên của phường, công viên của quận và công viên của thành phố nha quý vị nha. Nhưng thưa các bạn, đây một sự vô ý thức của những cái thành phần kinh doanh nước ở đây. Đấy. Đây. Ô nhiễm vừa rồi này. Đây thưa quý vị. Đây. Thưa quý vị. Úi trời ơi. Rác. Nói chung là không có gì để mà chúng ta cười được. Mà cười trong sung sướng. Đây là cười trong đau khổ. Đây thưa quý vị, mình không biết rằng là công ty Vingroup của chủ tịch Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, có giả thật nhiều tiền để cho những cái anh quản lý hay không. Thưa các bạn, mình biết có một đội bảo vệ ở đây, có thằng bạn mình đang làm đấy, nhưng mình vẫn phải nói tại vì cái trách nhiệm. Các ông đi làm sợ gì dân ở đây. Có những lần mình nói chuyện với cả một vài người ở trong cái khu này, họ bảo sợ mấy thanh niên đầu gấu, đầu mèo của Mai Dịch hay là của Dịch Vọng hay là của Mỹ Đình hay là của Cầu Diễn gì đó. Thế cho nên là những cái ông mà ông bán nước lủng ấy sợ va chạm. Nói thật với các bạn chứ, mình được cơ quan nhà nước, cơ quan công ty trả tiền cho mình cái trách nhiệm để mình bảo vệ cái nơi này nó xanh sạch đẹp. Cây cỏ mà không cắt thì phải báo cáo. Báo cáo đến đâu? Là báo cáo lên công ty. Ít nhất là mình phải hoàn thành trách nhiệm đó. Ai để đấy cứ trông công viên. Các bạn nhìn này. Mình đi một vòng cho các bạn xem nhé. Trong cái công viên gì mà nói thật các bạn, bẩn thỉu, hôi thối. Ít ra là cái trách nhiệm mà công ty chủ quản người ta bỏ tiền ra thì ít ra là những người được nhận lương ấy, dù có lười đến đâu, dù có không có trách nhiệm đâu, thì ít nhất thì cũng phải đạt được cái đầu tiên đấy đó. Các bạn trông có khác gì mình nói thật với các bạn này. Bao nhiêu tiền xây dựng mà rồi để cho mà lại làm là công trình này, công trình công cộng, công viên mở, là để cho người dân được hưởng ứng. Đây. Úi dồi ôi, cây cỏ tràn ngập hết cả ra này. Nói thật ở đây là bộ mặt công ty như đã là gì, người ta cứ chửi mặt cho. Còn nếu mà đã thành phố đã được quản lý rồi thì nó thẳng cái chửi với bên công viên một cây xanh một môi trường như sao. Trách nhiệm của anh ở đâu? Các anh ăn tiền ở đâu? Tôi đã ở đây tôi khẳng định là tôi không biết đang trách nhiệm thuộc về ai nha. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Còn cái ý thức thiếu nói như đây là trong khuôn viên rồi. Đấy. Và đặc biệt ở đây mình nói thẳng có đội bảo vệ. Đấy. Có đội bảo vệ. Có đội bảo vệ thường xuyên luôn. Nhưng mà đi làm thì kiểu như là không làm mình phải gặp thằng bạn mình. Thật sự không thể để đây được trông. Ít ra phải báo cáo. Báo cáo lại cơ quan trông. Úi dồi ôi. Có nghĩa là các bạn nhớ nhá, cỏ nó mọc. Nếu mà tại sao mà chúng ta phải làm cỏ. Làm cỏ thì để thứ nhất nó không tranh lấn cái phần đất màu mỡ của các cây khác. Như thứ hai các bạn nhé, ở đây là có một cái lớp
Lớp cây này nó là gọi lớp cây hàng rào, nhưng cỏ à, có những góc đã ăn hết rồi và cây nó chết đi. Nhưng mà mình nói thật với các bạn, như cách này, cái cách quy hoạch này là cách quy hoạch dở hơi nhất. À, mình ở đây mình không dám nói ở nước nào cả, mình đi nước ngoài cũng rất nhiều nước rồi, nhưng mình thấy họ chỉ nghiêng ở đây này trồng cây và bỏ hết những cây gọi là hàng rào đi, họ sẽ trồng cỏ và họ chăm chút cái bờ cỏ rất là tốt các bạn ạ. Đây là cái điều mà mình khẳng định. Đấy, các bạn nhìn thì trông không phiền. Đây, đây là cái bốt. Bốt này các bạn biết bốt gì không? Bốt bảo vệ đấy. Đấy. Họ cũng chặn để không cho xe máy vào, nhưng mà mình đi quay thì mình quay đây là cái sai lầm của mình đấy. Ok, mình xin lỗi mọi người, nhưng mà đây cũng có quét. Nhưng mà có nghĩa là một cái chỉnh trang của cái bộ mặt một cái công viên đẹp như vậy, bỏ tiền tấn tiền tỷ. Đấy, thôi mình không thèm vào trong nữa, vào trong thì chắc nhiều bất cập. Đầu tiên mình khẳng định là cái ý thức người dân Việt Nam mình thì không nói làm gì rồi. Mình nói rất nhiều rồi, chúng ta khó để thay đổi cái ý thức ấy của những người lớn tuổi lắm. Như đây, đây là gì? Đây là quản lý đấy. Nhưng quản lý này là trực thuộc ai thì mình biết nhé. Tại vì công viên này là công viên đã xây dựng để mà đổi đất cơ sở hạ tầng. Đấy, nếu mà đã bàn giao cho gọi là chính quyền thành phố hay là quận thì đây là do trách nhiệm của quận. Hôm nay mình nói thẳng với quý vị nhé, trông cái công viên này to ấy thôi, nhưng mà mình nói thật, nếu mà chỉ có 3 nhân viên chăm sóc cây mà thật sự có tâm của Đức, thật sự có tâm của Đức nhé, đây là nói rất rõ nhé, mà yêu nghề, trả lương đúng, mình nói thật với các bạn nhé, quanh năm là đẹp. Ngày nào họ làm 8 tiếng thôi, trang bị cho họ cái máy cắt cỏ xịn thì máy cắt cỏ đây mình nói thẳng bạn là xịn. Là tại sao phải nói chữ xịn? Là nhiều cái đầu, cái máy tốt thì nó sẽ làm tốt, và thứ hai các cái đầu để gắn vào trong cái máy cắt cỏ nó phải là loại, cũng là loại tốt. Đấy, và trang bị cho họ, mình nói thật các bạn, không đáng bao nhiêu đâu. Cả cái công viên này nếu mà theo mình tính toán ấy, một năm nhá, để mà làm tốt, từ đó giả lương này để mà duy trì 1 tỷ, 500 triệu, nó thật cả trang thiết bị rồi mình bỏ vào bảo vệ nhé, 100 triệu một tháng, khoảng 1 tỷ 80 mấy triệu một tháng. Một năm 15 hết 10 tỷ. Đấy, đây các bạn cắt cỏ không viên các bạn ơi, công viên trông bẩn thỉu, rác rưởi không nói rồi, rác rưởi do ý thức. Đấy, nhưng mà đây, tại vì mình nói thật với các bạn là phải lâu lắm rồi mình không muốn họ làm cái công viên này đâu, vì có thằng bạn mình nó đang làm ở đây, nó làm bảo vệ ở đây, học cấp 2 mình, nhưng mà nói thật nhìn khó chịu quá phải làm. Mình sẽ kêu cứu, kêu anh Vượng luôn thật, và chủ tịch quận, công viên gì mà trông cái này, mình nói thật người nước ngoài là nó khinh, đi qua nó khinh. Đấy. Đây là hỏng luôn này, ngoài này đây cái cây này là cây làm cây hàng rào đấy, đoạn này mất hết cây hàng rào rồi này các bạn, này mất hết rồi, hỏng hết cây hàng rào rồi đấy, mình cho các bạn xem này, chết hết cây hàng rào, cỏ mọc chết hết cây hàng rào này, đấy ghế đá ở trong cụm này. Lâu lắm rồi cái này không được xử lý. Thế còn do tranh chấp chuyện gì, do vấn đề là Vin không thèm quản lý nữa hay là Thành đưa về thành phố rồi, mình không biết nha, nhưng mình cứ đưa lên mạng là tại mình nhìn đây là hiện tượng thật. Đấy, chứ không phải là mình ở đây là mình dựng lên câu chuyện video gọi là gì nhỉ, video lồng ghép nhá. Đây là sự thực 100% đang diễn ra. Đây, đây thì ý thức người dân này, ồ cha chứ nó này, này kính này, đấy nó vứt vào công viên này các bạn em. Thực ra cái này ấy, công an tìm được ngay, công an môi trường ấy, có camera kìa, cái này là to mà. Tôi chửi thằng nào làm trò này đấy, thích tìm tôi dễ lắm, tôi ở máy dịch này, mẹ mày, đất nước này là người ta làm cái đẹp để cho chúng mày vui chơi rồi, cho gia đình, cho họ hàng, cho bạn bè mày vui chơi rồi.
chúng mày không biết giữ, chúng mày còn còn phá đấy, mẹ ở mấy cái thằng vô ý thức này. Các bạn thấy không? Ôi, mình nói thật với các bạn chứ, đợi lớp trẻ thôi. Còn bây giờ thôi, mình không dám nói gì nữa. Xin chào và lại quý vị. Đây, công viên nó đẹp rồi. Nhìn, nói chung là ở Hà Nội hiện tại bây giờ nhá, các bạn mà xem những chương trình Flycam ấy, nếu họ quay trên cao, hoặc là những chương trình về phố phường họ quay trên cao, họ không quay ấy, thì Hà Nội đẹp lắm. Có nghĩa là Hà Nội những nhà là nhà cao tầng, đặc biệt là vào buổi tối ấy. Thế nhưng mà nếu mà đi vào cặn kẽ hoặc là dưới toàn là công viên, những mảng xanh. Nhưng nếu các bạn đi vào thực tế thì các bạn biết là cái ý thức người dân về rác, về môi trường chán lắm. Và thứ hai là bảo quản. Ok thôi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bài tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.